sĩ nghĩa tên Phạm, Phạm Vũ Bá, đệ tử Phạm Kiến, tức là 500 người đệ tử của Phật được Phật thọ ký. Thì ở trước thì chúng ta nhớ nghe cái phẩm phương tiện rồi, thì Đức Phật liền thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sau sẽ thành Phật. Từ kế đó Phật nói phẩm ví dụ, thì sau phẩm ví dụ rồi thì Phật liền thọ ký cho một số bốn vị tùy theo lớn, như là Ngài Đại Ca Diếp, người cho tới Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà sau đó nữa Phật mới nói nhiều phẩm, để rồi cuối cùng qua cái phẩm Phổ Quá, qua cái phẩm Quá Thành Dụ. Thì bây giờ đây các vị đệ tử một lượt tới 500 vị đều được Phật thọ ký. Thì như vậy, chữ thọ ký quý vị đã hiểu ở trước rồi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào chánh văn. Lúc bây giờ, Ngài Mãn Từ Tử, từ nơi Đức Phật, nghe trí huệ phương tiện, thì cơ nghi nó pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử ấy, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các đức Phật có đức tự tại thành thông lớn, được điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi, rồi đứng qua một bên, chiêm ngưỡng chim he của Đức Phật, mắt không tạm rời mà nghĩ thế này: Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh của ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì nói đó là mất, vì đó nó pháp. Với chúng sanh ra khỏi các chỗ tham kiến, chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà khuyên bài được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổ nguyện trong thâm tâm của chúng con. Như vậy thì đoạn này chúng ta thấy trước tiên là Ngài Mãn Từ Tử, Ngài nghe sự thọ ký cho các cái bậc huynh trưởng của mình rồi, thì lòng Ngài rất là thanh tịnh, vui mừng lễ Phật, rồi nghĩ rằng Phật thật là ít có, Ngài biết bao nhiêu chủng tánh của chúng sinh. Và Ngài vì mọi người đó nói pháp theo cái chỗ mà họ mong muốn. Bởi vậy nên hôm nay ở trong hội này, nếu mà Phật theo cái bản nguyện của mình mà thọ ký cho thì thật là một cái điều sung sướng, hay là biết được cái bản nguyện mình, thâm tâm của mình mà thọ ký cho, thì điều đó là cái điều rất là được trông mong chờ đợi đã lâu. Đó là nói lên cái tâm khao khát được thọ ký của Ngài Mãn Từ Tử. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường nghe ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường theo các công tứ công đức của ông, rồng rặc siêng năng hộ trì giúp khuyên bài pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mình cho hàng bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật, mà làm nhiều việc lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai không ai có thể cùng tận chỗ biện bác,
ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng hoãn tự tử chỉ hay hộ trì trợ phiêu pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ức Đức Phật phở pháp thứ mà hộ trì trợ phiêu chánh pháp của Phật ở trong nhóm người nói pháp ở đó cũng là bậc nhất. Thì như vậy ở đây trước hết thì Đức Phật ngài tán dương cái công đức của ngài mãn tự tử, vì ngài mãn tự tử là cái người nói pháp bậc nhất ở trong hàng đại chúng. Thì trong cái hàng đại chúng hiện thời Đức Phật giáo hóa thì ngài mãn tự tử được gọi là bậc thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà chẳng những trong một đời này mà cho tới 90 ức ở phở 90 ức Đức Phật quá khứ đó, ngài đã từng tuyên bố được từng nói pháp như vậy à, cũng là bậc nhất. Thì như vậy quý vị thấy ngài mãn tự tử tu hành mà được thuyết pháp bậc nhất không phải chỉ là duyên của một đời mà đã tới 90 ức Đức Phật đã làm được chuyện đó rồi. Thì như vậy thì chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta có mặt ở đây tu theo cái hạnh của Phật dạy, hoặc hạnh này hoặc hạnh khác làm được cái đức lễ cho chúng sinh, thì chúng ta ở chừng chỗ bao nhiêu Đức Phật tu hạnh đó rồi. Nghĩa là ngài mãn tự tử chích muôn đức Đức Phật thì chắc mình ở cũng được chỗ một hai Đức Phật, phải không? Thuyên nói pháp hoặc là được nghe pháp, ngồi nghe pháp, thì như vậy mới biết rằng cái hiện tại mà chúng ta đã được một cái khả năng nào để làm lợi ích cho đạo, thì đó là chúng ta đã có chuẩn, có gieo trồng cái hạt giống lành từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một đời một kiếp này mà được như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật nói về quá khứ. Bây giờ ngài nói ông lại ở pháp không của Phật nói thông suốt rành rẽ được bốn món trí vô ngại, thường hay suy gẫm chắc chắn ở pháp thanh tịnh, không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hạnh thanh tịnh. Người đời thở Đức Phật kia đều gọi ông là thật là vinh văn, nhưng ông mãn tự tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh, lại giáo hóa vô lượng vô số người, kiếm đứng nơi vô lượng chánh đặc chánh giác. Ông vì muốn định cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Ở đây Đức Phật nói thọ đó Đức Phật ngài Đức ngài mãn tự tử ở chỗ những Đức Phật đó đã từng căn cứ vào pháp gì, căn cứ vào pháp gì mà nói. Thì ở đây nói rằng ở pháp trong của Phật mà nói nên thông suốt được bốn trí vô ngại và thường thấy được rõ ràng cái pháp thanh tịnh, rồi theo cái sức chỉ dạy mà cho các vị đó đủ thần thông của các cái vị Bồ Tát, rồi thọ mạng tu hành cũng đều được thanh tịnh. Thì như vậy chữ pháp công ở đây là chỉ về cái pháp gì? Chữ pháp công ở đây có nghĩa là cái pháp bát nhã, từ đạt được cái trí tuệ bát nhã cho nên ngài mới có được cái khả năng thuyết pháp không có chướng ngại, và ngài mới tùy theo cái khả năng đó mà chỉ dạy cho mọi người đều được cái pháp thanh tịnh.
Rồi người thở Đức Phật kia gọi ông là thanh danh, nhưng mà thật ra không phải. Vì sao? Vì ông dùng phương tiện làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn muôn trăm nghìn chúng sanh, rồi lại giáo hóa vô lượng vô số người kiếm được vô lượng với đặc chính giá. Như vậy thì mới biết rằng ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm thật sự giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì ngài thở trước là không phải là bậc thanh văn, tức là tu hạnh Bồ Tát, mà tu hạnh Bồ Tát thì phải giáo hóa chúng sinh, lấy sự giáo hóa chúng sinh để làm thanh tịnh quả phận của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái giáo hóa chúng sinh là một phương tiện làm cho cái quả phận mình mai kia được thanh tịnh. Các tỳ kheo ông Mãn Từ Tử cũng được bậc nhất ở trong hàng người nói pháp thọ bãi Đức Phật. Ngay ở nơi chỗ ta, hàng người nói pháp cũng là bậc nhất. Như vậy thì ở xưa ngài Mãn Từ Tử là bậc nhất trong hàng thuyết pháp thời đó. Bây giờ ở thời Đức Phật Thích Ca, ngài cũng là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng người nói pháp thọ các Đức Phật. Trong hiền kiếp về thứ hai cũng lại là bậc nhất, mình đều hộ trì tuyên bài pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chánh pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến an lạc nơi đạo vô lượng cái đẳng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật mà thường xuyên an tinh tấn giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Đó. Thì như vậy ở đây nhắc lại, chẳng những là ngài Mãn Từ Tử đã từng ở chỗ chư Phật quá khứ thuyết pháp giáo hóa để chỉ dạy mọi người tu hạnh Bồ Tát để mà làm thanh tịnh cõi Phật, cho tới ngay thời Phật Thích Ca ngài cũng thuyết pháp giáo hóa, cũng là hàng giáo hóa bậc nhất. Rồi sau này ở trong các cái đời sau, ngài cũng là thuyết pháp giáo hóa, cũng là bậc nhất. Cốt vì muốn làm thanh tịnh quả Phật, cho nên ngài luôn luôn siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh để lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Thì như vậy tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát tu vô lượng vô ức kiếp mà chỉ vì muốn được cái cõi Phật thanh tịnh để mà sau này chúng tất cả chúng Bồ Tát thanh văn đồng về đó tu hành, cho nên luôn luôn các ngài thường siêng năng tinh tấn giáo hóa mọi người, lấy sự giáo hóa đó làm phương tiện để tịnh tu cái cõi Phật của mình. Bây giờ Phật thật ký qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này thành vô lượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai ứng túng chánh kiếu kỳ minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ triều nữ trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nếu Phật đó lấy vô số thế giới tam thiên đại thiên nhiều những số khác không ngàn mà làm thành một quả Phật đất bằng bảy thứ báo, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò hay núi rạch ngoài, nhà đài đầy bằng bảy thứ báo đầy dãy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không, người thuộc trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau, không có đường giữ cũng không có người nữ, tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, được pháp thành không lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí huệ, tất cả đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm,
32 tướng đó để trang nghiêm. Thì như vậy ở đây Đức Phật thọ ký ngài mãn từ tử, sau này thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai vân vân. Rồi cái cõi ngài ở đó là cái cõi lấy cả cái thế giới tam thiên nhiều số các sông hàng mà tụ lại làm thành một cõi Phật. Cõi đó nó đã tốt đẹp đầy đủ mọi thứ, cung điện đài cát toàn toàn những thứ báo. Nhưng mà có hai cái điều mà chúng ta thấy lạ. Điều thứ nhất là cung điện của chư thiên nó gần với cung điện với cái nhân gian, hai bên giao tiếp qua lại rất dễ. Rồi điều thứ kế nữa là nước nó không có người nữ đó. Mà nói sự trang nghiêm cái cõi trước thì sao ở đây Phật nó không có người nữ? Vậy người nữ sao mà Phật nói ở đó không có? Thì quý vị ngầm hiểu về sao khen người nữ lên trên người nữ. Bởi vì ở cõi đó nếu là cõi thanh tịnh thì nó treo người nữ cũng cho đó. Thì nói như vậy thì nghe như nó hơi khinh bạc người nữ quá. Nhưng mà ở đoạn sau nói tại sao vậy? Bởi vì ở đó là chỉ người quá sanh thôi. Mà nếu không có người nữ thì có người nam không? Quý vị nghĩ có không? Thì tự nhiên cũng không có nam luôn nữa. Thì đừng tự hào không có nữ, có mình. Phải không? Không có nữ thì cũng đâu có nam, đều là quá sanh. Nếu nghe nói không có nữ thì mình lại nói cái người nữ bị loại ra khỏi chỗ này rồi, tức là không có chỗ đứng dành cho người nữ, thì toàn là người nam đó đâu. Thì nếu không nữ thì có cái gì gọi là nam đâu, phải không? Vì ở đó là quá xanh cho nên không có nam, không có nữ. Như vậy thì chúng ta thấy cái mà vị Phật trên là cái thế giới đầy dễ những cái ngũ dục hay là dâm dục, thì cái thế giới đó là Phật chê. Còn cái thế giới thanh tịnh thì mọi người đều từ nơi cái nguyện lực mà được hóa sanh. Ví dụ như chúng ta nghe nói phải được lạc, có người nữ không? Cũng từ hoa sen mà hóa sanh ra, phải không? Cho nên cũng không có nữ, mà không có nữ thì cũng không có nam. Đó. Như vậy thì ai tu tới đó được cái khả năng đầy đủ thanh tịnh thì đều được sanh về cái cõi thanh tịnh. Mà cõi thanh tịnh thì không có nam, không có nữ. Mà đặc biệt ở chỗ này ngài còn nói thêm, nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp thủy thực, hai là thiền diệt thực, có vô lượng vô số nghìn ức na do tha. Các chúng Bồ Tát được sức thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng thanh văn trong nước đó tính kể số đếm đều không thể biết được, đều được đầy đủ ba món minh, sáu pháp thần thông và tám món giải thoát. Cõi nước của Phật, Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế, tên kiếp tên vũ minh, nước tên thiện tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, phát trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bằng bảy thứ báo khắp cả nước đó. Thì ở đây chúng ta lại thấy thêm một cái đặc biệt nữa, dân ở nước đó họ không có ăn uống như chúng ta ở đây, mà lấy hai thứ pháp thủy thực, thiền diệt thực. Bởi vậy cho nên trong đó có bao nhiêu vị đầy đủ thần thông, trí vô ngại, giáo hóa chúng sanh. Bây giờ đây thì tôi nói cái pháp hiện thực và thiền diệt thực là sao?
Bởi vì dân cái nước đó không có giống như chúng ta, đói thì kiếm cơm ăn, hay là kiếm thức này thức nọ ăn cho hết đói. Ở đây chỉ đói thì dùng pháp hỷ và thiền dưỡng thôi. Pháp hỷ tức là cái pháp vui, lấy cái pháp vui mà làm thức ăn. Thiền diệt là lấy cái vui thiền định làm thức ăn. Bởi vì tất cả chúng ta tu, mà nếu khi nào chúng ta chỉ nghe pháp mà được hoan hỷ, đó là pháp hỷ thực. Chúng ta tọa thiền mà đầy đều hoan hỷ, đó là thiền diệt thực. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ đói pháp, đói thiền diệt, đói cái thiền định, chứ không có đói cơm. Ở cái thế giới này chúng ta bị cái đói cơm, cho nên rồi chúng ta bị khổ. Ở đó các ngài chỉ nói là dùng cái pháp, tức là nghe pháp thì no, đói thì ngồi thiền liền no. Bởi vậy cho nên gọi là pháp hỷ thiền diệt. Do đó nên hồi xưa chúng tôi lên ở trên chuồng mối lập cái am, cái thất đó, thì để ta nhiều cái gì nhớ không? Thiền diệt thất. Là tại sao tôi lại để tên lạ vậy? Là tôi cũng tham vọng nhiều, muốn làm sao mà mình tu thiền được vui, nghĩa là ngồi thiền mình được an lạc, cũng như là đói được ăn mệt, nghĩa là thiếu ngồi thiền mình cảm thấy không thể chịu nổi. Thì như vậy cho nên để là thiền diệt thất, chỉ diệt là vui. Rồi khi mà lên trên chân tâm á, lúc còn cách cái thất lá, tôi để ra nhiều cái gì biết không? Pháp lạc thất, thì lạc với hỷ cũng giống nhau vậy. Lúc đó vì chúng tôi thấy rằng thời gian đầu lên trên đó tu á, thì tôi chưa có cái hy vọng ngày mai đem thiền tông và kiều bá gì hết. Mà chúng tôi nghĩ rằng có tạng kinh, thì trong cái giai đoạn mà tôi nghiên cứu phiên dịch được một hai phần trong tạng kinh đó, là tôi quan hệ rồi, đọc kinh Phật tôi cảm thấy nó là cái nguồn an lạc cho mình. Bởi vậy cho nên tôi lấy cái pháp hỷ làm pháp lạc mà đặt tên cái thất của mình. Như vậy thì cái khao khát của tôi cũng muốn làm sao mà ngày mai kia được pháp hỷ thực, thiền diệt thực, chứ không có ăn uống, không có phạn thực, hay là không phải là thể thực là rau, quả thực là trái, mà thiền diệt với pháp hỷ. Đó là quý vị hiểu cái ý nghĩa này. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị thấy cái công hạnh của ngài Mãn Từ Tử. Ngài Mãn Từ Tử thì thường gọi là ngài Phú Long Na. Ngài Phú Long Na tu cái hạnh thuyết pháp bậc nhất, mà cái hạnh đó không phải chỉ mới một lần ở đời Đức Phật Thích Ca, mà đã muôn ức kiếp ở chỗ chư Phật từng thuyết pháp như vậy. Rồi ở chỗ Đức Phật Thích Ca đã được làm cái người thuyết pháp bậc nhất rồi, sau này cũng trải qua vô số đời cũng thuyết pháp bậc nhất ở chỗ các Đức Phật khác, cuối cùng sẽ thành Phật. Nhưng mà do cái thuyết pháp bậc nhất mà cứ thuyết hoài, thuyết thở quá khứ, thở hiện tại, rồi cho tới vị lai, thì cuối cùng đầy đủ tất cả cái hạnh, đạo hạnh của Bồ Tát, chừng đó mới thành Phật, phải không? Thì như vậy quý vị thấy ngài Phú Long Na là Mãn Từ Tử đây, ngài thuyết pháp chừng số bao nhiêu?
tính cái số ngày thuyết pháp thì vô lượng vô biên a tăng kỳ, phải không? Mà mỗi lần thuyết pháp là thuyết pháp bậc nhất thì tính như người nghe cũng phát tâm nhiều. Như vậy cho nên ngài lấy cái thuyết pháp giáo hóa chúng sinh để tịnh cõi Phật. Vì vậy mà tới bây giờ khi mà ngài thành Phật á, khi ngài thành Phật thì chính cái thế giới này của ngài ở được đầy đủ mọi cái công đức. Nhờ cái đầy đủ công đức đó, trong đây chúng ta kể lại cho quý vị nghe. Cái đầy đủ công đức thứ nhất là ngài đủ 32 tướng tốt. Đầy đủ công đức thứ hai là cái tuổi thọ vô lượng vô biên. Đầy đủ công đức thứ ba là cái cõi nước của ngài bằng thẳng lầu đài bằng bảy thứ báo, nghĩa là dân chúng là từ quá sanh ra rồi sống bằng pháp thủy thiền diệt thực. Trong chúng đó Bồ Tát vô lượng, Thanh Văn cũng vô lượng, không thể tính hết. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trọng tâm mà Đức Phật được thành Phật là sau khi giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, trang nghiêm cái cõi Phật. Và khi trang nghiêm cõi Phật đầy đủ rồi thì đủ phước báo, lúc đó mới thành Phật. Thì quý vị bây giờ tu cũng muốn thành Phật, mà muốn thành Phật thì quý vị phải làm sao? Nếu muốn thành Phật thì quý vị phải biết rõ là chúng ta không phải chỉ tu một mình rồi mai kia ngộ đạo của mình thành Phật, được không? Nếu mà thành Phật vậy chắc mình đi ở đậu chứ không phải ở chung, chứ không có khỏi riêng đâu, phải không? Giống như bây giờ mình tu mà mình không có phước, mình cái khách chùa không nổi, không đổi chúng được thì mình làm gì? Đi ở đậu người này người kia. Còn ở đây quý vị nghe kể, mỗi vị được thọ ký thành Phật thì ngày mai kia đều có một cõi nước trang nghiêm đầy đủ, phải không? Và cõi nước đó chúng Bồ Tát Thanh Văn làm bạn, rồi kế đó nữa là tất cả người ở trong cõi nước đó thì tuổi thọ dài vô kể. Bây giờ muốn được một mình một cõi để làm giáo chủ mà giáo hóa chúng sinh, do cái công đức thanh tịnh của mình tích tụ lại thành một cõi hết sức là thanh tịnh. Thì như vậy mà cái cõi đó, quý vị nhớ, đối với cái thế gian của mình nó bằng hay là lớn hơn? Nói rằng lấy cái thế giới tam thiên chung lại làm thành một cõi thì cái cõi nó to vô kể, phải không? Như vậy thì cõi nước vừa lớn vừa đẹp, rồi đợi đệ tử Thanh Văn, Bồ Tát Thanh Văn cũng đông, tuổi thọ vô cùng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái công đức của mình muốn tụ tập lại cho nó đủ như vậy thì chừng bao lâu được? Có thể nửa đời, một đời được không? Không thể nào được hết. Vì vậy mà chúng ta phải biết cái tâm hạnh Bồ Tát là cái tâm hạnh lớn lao. Lớn lao vì muốn được thành Phật Đạo, cho nên phải giáo hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sanh viên mãn, đầy đủ tất cả công đức, lấy cái đó làm trang nghiêm với cõi Phật. Vì vậy mà sau khi thành Phật, mỗi Đức Phật đều có cõi nước riêng hết nè, phải không? Chứ không phải ở chung ở nhờ ai hết. Do đó cho nên muốn tự lập như vậy đó thì chúng ta phải nỗ lực, không có yếu đuối, không có hèn nhát, không có lười biếng, phải tinh tấn luôn luôn. Làm như vậy thì mới có đầy đủ công đức để mai kia thành Phật chứ. Nếu mà lôi thôi thì sao được? Như vậy thì Bồ Tát không có cái chặng đường nào hay mà lập khoảng thời gian.
khác nào, gọi là cái lúc mình nghĩ khi mình chưa thành Phật, mà phải làm sao cho đầy đủ thế công đức, thành Phật rồi đó, chừng đó làm giáo chủ, giáo hóa họ đó, thì mới thảnh thơi, phải không? Chừng đó thì khỏi có lo gì hết. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói, quý vị nghe thì coi như là cái chuyện thường. Chứ bây giờ đây, thì ví dụ như tôi đi, thì cũng có tu chút chút gì rồi, cho nên bây giờ cũng được hiểu đạo, nói pháp cho quý vị nghe. Tôi tu được chút chút, ví dụ 1 tỷ phần mới thành Phật, thì tôi cũng được 1-2 phần tỷ đó, phải không? 1-2 phần tỷ. Thì giờ giả sử tôi được 2 phần tỷ đi, thì quý vị chưa được phần nào, thì giờ tôi phải thuyết pháp cho quý vị nghe. Bây giờ tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, trong mỗi hội thuyết pháp á, thì có từ 100 người, 200 người. Thì như vậy thì quý vị mà cùng ở chung trong hội thuyết pháp của chúng tôi á, thì trong đó có vị thì cũng được tu được 1 phần tỷ kiếp rồi, hoặc là chưa có phần tỷ nào hết, mới còn tinh khôi. Cho nên mấy người mà được phần tỷ rồi thì dễ dạy, thuần thục, phải không? Còn mấy người tinh khôi đó thì sao? Thì cái thói đời họ quá nặng nề, cho nên rời ngang bước đủ thứ hết. Mà bây giờ mình muốn cho đồ để mình ngày mai á, đông dày vô số kể, vô lượng vô biên á, thì mình có chán buồn khi bị 1-2 cái phần tử cứng đầu cứng cổ nói ngang nó ngược, rồi mình chán mình bỏ, thì như vậy mình thành Phật nổi không? Mình thành Phật được không? Thì chắc không bao giờ gọi là lúc mình thành Phật hết. Bởi vì nếu mình chán mình sợ thì tự nhiên mình đâu có độ chúng sinh trong viên mãn, mà không độ viên mãn thì biết bao giờ thành Phật. Cho nên rồi thì đừng có chán chúng sinh cứng đầu cứng cổ. Thôi thì 100 người dành cho 10 người cứng đầu thôi, phải không? Còn 90 người dễ dãi thì cũng được quá rồi, phải không? Thế đừng có đòi hỏi 100 người như trong. Mình có cái tham á, muốn làm gì thì trọn vẹn 100 phần, phải không? Người nào ra cũng toàn là cái hạng số 1 không à, thì làm sao được điều đó? Bởi vì cái nhân duyên của mỗi người đã tu hoặc chưa tu, bây giờ gặp lại nhau. Thì như vậy những người hồi xưa, tôi nói ví dụ, như bây giờ quý vị đã cùng chúng tôi ở thiền viện tu được 10 năm, 20 năm. Rồi sau đời sau nếu quý vị ra đời gặp tôi á, thì quý vị đó tương đối là thuần thục rồi đó, phải không? Còn có những vị thì hiện đời nay gặp tôi mới tu có 1-2 năm rồi cái tôi tịch đi, thì những người đó người sau này thì sao? Thì gặp tôi thì thuần thục chút chút. Còn quý vị mà bây giờ còn làm cư sĩ, còn ham uống rượu, rồi còn ham cờ bạc đi chơi đồ đủ thứ hết, rồi cái mình nghe 1-2 thời pháp cũng phát tâm, rồi cuối cùng cũng muốn tu nhưng mà chưa kịp xuất gia cái thì tôi tịch mất rồi. Thì như vậy cái sau này gặp lại tôi thì cũng gặp, bởi vì duyên ít như nhiều cũng gặp. Gặp lại thì sao? Những người đó tuy tu chứ mà cũng còn thích chơi, phải không? Còn thích nghe người ta nói rượu chè cũng thích, nghe người ta nói chuyện gì vui đời tôi cũng thích. Thì như vậy, còn có người hồi xưa họ không có phải là họ nghe pháp mà họ phát tâm tu, họ nghe pháp rồi họ chê bai, họ dèm xỉu đủ thứ hết, rồi chính cái duyên mà họ ngược ngạo đó, rồi bây giờ cái họ cũng có duyên gặp mình, bây giờ gặp mình cái bất thành họ tu, nó vô tu thì họ làm gì? Họ chiêu pháp mình thôi, phải không? Mình nói đàn, mình nói ngõ ký ngược ngược cái nhau hoài, thì như vậy thì cũng là có duyên gặp mình rồi. Đó, thì như vậy thì hiểu được cái lẽ đó rồi thì tất cả quý vị cười thôi, âu là họ cũng có duyên với mình, chứ không duyên đâu có gặp, phải không? Bởi có duyên nên gặp lại, mà trong cái duyên thuận thì gặp lại trong cái hoàn cảnh rất là thuận, còn nếu trong cái duyên nghịch thì gặp lại trong cái hoàn cảnh nghịch, thì âu là có cái duyên hết, thì đừng có buồn, đừng có giận. Nhiều người làm Phật sự cứ làm lúc rồi cái thấy mấy người tu
mà sao cứ chỏi mình không nè, nói cái gì thì cứ làm cho mình tranh cổ họng, muốn nghẹt họng cho nói. Thì rồi đâm nó tức để thử cái gì mà mố nghịch. Bây giờ tức là tức ai? Tức mình trước sau mà mình có những cái duyên kỳ cục vậy, phải không? Bây giờ mới gặp những cái kẻ kỳ cục đó, thôi thì ráng độ họ, nhờ độ họ lâu ngày mình đủ số để thành Phật chứ, phải không? Nói là mấy cái vô lượng vô biên đó thì mới được thành Phật. Bởi vì cõi nước mình thành Phật quá đông quá, mà nếu đông quá mà không có người ở buồn chết còn gì. Bởi cõi lớn quá mà không người thì buồn. Cho nên cõi to thì phải có chúng sinh nhiều, mà chúng sinh đó đến cái cõi mình là cõi thanh tịnh thì tất nhiên phải chúng sinh thanh tịnh. Mà muốn chúng sinh thanh tịnh thì ngay bây giờ mình phải giáo hóa từ từ nó đi, phải không? Đời này giả sử 100% thanh tịnh, họ được 1 phần, 2 phần cũng tốt rồi. Thế còn đừng đòi hỏi họ phải đủ 100% như cái tham vọng, cái ước mơ của mình. Đó, mà chính hiểu được cái điều này thì quý vị mới thấy phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Nếu không ta phát tâm Bồ Tát thì mong gì thành Phật. Mà phát tâm Bồ Tát thì có nghĩ ngày mai kia thì tôi, cái thất tôi chỉ chứa 1 người, 2 người rồi tôi tu rụt chết thôi. Có nghĩ vậy không? Phải nghĩ sao đó để mình giáo hóa chúng sinh, để trang nghiêm cõi Phật, phải không? Làm lễ cho tất cả chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật của mình. Từ trang nghiêm cõi Phật sao mình thành Phật? Thành Phật thì cõi trang nghiêm thanh tịnh, chúng thanh tịnh. Thì như vậy mình thành Phật rồi thì tất cả những cái điều đều như ý, thì lúc đó mới thực là sống hạnh phúc, phải không? Chứ còn như bây giờ, tuy nhiên mình đang tu thì không phải mọi việc đều như ý. Có cái thì mình được, có cái thì không được, có cái thuận, có cái nghịch, có những cái nó làm cho mình trắc trở khó khăn. Nhưng mà trên đường tu mình cứ vượt qua hết, làm sao cho ai gặp mình và sống gần mình đời này và nhiều đời sau đều mỗi đời có tiến lên, đừng có lui sụp, đó là tốt rồi. Như vậy thì đoạn chót thì Đức Phật nói rằng cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế, nên cái tên cái kiếp đó là kiếp Bửu Minh, còn nước đó tên là Thiện Tịnh. Rồi Đức Phật thì sống lâu vô lượng, vô số kiếp, còn Pháp trụ đời cũng rất lâu. Rồi sau khi Phật diệt độ, người ta dựng tháp bảy báo để thờ cúng vân vân. Như vậy thì đó là Phật nói về cái thọt ký cho Ngài Phú Lâu Na hay là Ngài Mãn Từ Tử công hạnh tu hành thế nào và được thành Phật. Rồi cái cõi nước sao sao đó Phật đã nói đầy đủ rồi. Hôm trùng tụng chúng tôi phải lặp lại. Giờ qua tới đoạn kế. Bây giờ 1200 vị A-la-hán bậc tâm tự tại nghĩ như vậy: chúng con vui mừng được điều chưa từng có, nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với Ngài Đại Ca Diếp: 1200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Vậy sao thành Phật hiệu là Phổ Minh, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A Nâu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiết Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà, ông Tá Già Đà, vân vân, đều sẽ được
đạo vô thượng chính đẳng chính giác đều đồng một hiệu là phổ minh. À, đến đây thì Đức Phật liền thấy chư vị A-la-hán tâm thanh tịnh hướng về Phật đều tán thán Phật là chưa từng có, rồi mong mỏi Phật được thọ ký cho. Mà khi mong mỏi Phật thọ ký thì lúc ngày đó các ngài còn tâm A-la-hán nữa không? Nếu mong thọ ký làm Phật ấy, thì đó là đã phát cái tâm Bồ-Tát rồi, không còn cái tâm A-la-hán nữa. Như vậy cho nên Đức Phật liền thọ ký cho những vị đó sau này sẽ thành Phật. Sau này là bao lâu? Nghĩa là sau này là sáu muôn 2000 ức Đức Phật. Ở chỗ 6 muôn 2000 ức Đức Phật rồi làm tất cả những cái điều công đức đó sao mới thành Phật. Thì quý vị thấy trong cái số người đây, ngài Kiều Trần Như là cái người được Phật độ trước trong cái số đệ tử. Bởi vì sau khi Phật thành Phật rồi, đến Dường Lộc Uyển lần thuyết pháp đầu tiên thì ông Kiều Trần Như là cái người ngộ trước nhất, cho nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là giải đó, tức là ông Kiều Trần Như là hiểu trước nhất. Như vậy mà tới đây Phật thọ ký ông phải cúng dường 6 muôn 2000 ức Đức Phật nữa sau mới thành Phật. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà quý vị có mặt trong hội nghe Đức Phật thọ ký như vậy, quý vị có mừng không? Chắc không mừng quá, phải không? Vì mà tới 62.000 ức Đức Phật tu cái hạnh Bồ Tát rồi mới được thành Phật. Như vậy thì 62.000 Đức Phật thì quá dài, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn tu, làm sao trong đời này chứng quả, đời này được giải thoát. Mà nói tới 62.000 ức Đức Phật, mình phải gặp, cúng dường, tu hành theo như vậy rồi mới thành Phật, thì nghe thật là ngán. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Bởi vì đã phát tâm Bồ Tát là cái trí tuệ bát nhã viên mãn, mà trí tuệ bát nhã viên mãn cho nên thấy thời gian nó vô nghĩa, nó không có giá trị, như nguyễn như quá. Vì vậy mà các ngài không có sợ, không có ngán. Sở dĩ mình ngán, mình sợ là mình thấy thời gian thiệt, thấy con người thiệt, thấy ngoại cảnh thiệt, cho nên mình mới sợ, mới ngán. Thì sau đó thì tất cả đều được Đức Phật thọ ký hết. Tất cả những vị này sau thì sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Vị Phật Phổ Minh này sắp nhậm niết bàn thì thọ ký cho vị Phật Phổ Minh khác cùng kế thế sự nghiệp của các ngài. Như vậy mà hết thảy 500 vị đó đều thành Phật hết. Bây giờ 500 vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách: Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? À, như vậy thì đây, ngang đây các ngài được thọ ký rồi, các ngài mừng rỡ, rồi tự ăn năn hối lỗi cũ của mình, nên trách rằng tại sao mình cũng có khả năng thành Phật, mình sẽ được thọ ký thành Phật, mà hồi xưa mình tu, mình chứng A-la-hán, mình cho là đủ. Thì như vậy mình thật là giống như người vô trí thôi. À, thì tới đây ngài mới dùng cái thí dụ, các ngài mới dùng cái thí dụ: Thế Tôn, thí như có người đến nhà bạn thân say rượu nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã sai cho đó rồi đi. Gã đó sai nằm đều không hay biết,
Sau khi dậy, bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức tinh cầu sức cầu tìm rất là khổ nhọc. Nếu có được chút ít, bèn cho là đủ. Lúc sau người bạn thân gặp gỡ, thấy gã, bèn bảo rằng lạ thay anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui, tha hồ thỏa năm món dục, ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó, mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báo đó đổi chác lấy đồ cần dùng, thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn. À, cái thí dụ này tên là cái thí dụ hệ châu. Hệ là cột, châu là hạt châu đó. Nghĩa là diễn tả một cái anh chàng được phước là có người bạn giàu, còn bản thân anh thì nghèo, nghèo sơ sát. Bây giờ tới thăm người bạn giàu, mà giàu lớn quá, cho nên rồi anh bạn anh có nhiều việc. Khi đã đằng một tiệc cơm và rượu chè rồi, cái anh bạn nghèo này gặp bữa rượu chè cái uống sai, anh nọ có chuyện đi, cho nên rồi đem cái hạt châu quý cặt cột trong cái chéo áo, nghĩ rằng mai kia anh tỉnh sai, anh sờ trúng cái túi áo, cái chéo áo, anh mở ra cái gặp hạt châu, thì chừng đó cái anh đem hạt châu anh đổi, thì mọi cái việc nhu cầu cần yếu trong cuộc sống này anh sẽ thỏa mãn hết. Mà không ngờ cái gã sai này, khi mà tỉnh dậy rồi, cái rồi đi về rồi cũng lang thang như trước, đi kiếm ăn vất vả khổ sở. À, trải qua năm tháng dài cực khổ như vậy, bỗng có cơ hội tốt gặp lại anh bạn cũ, rồi anh thấy người bạn mình sao bây giờ cũng không hơn kém gì thời xưa, cũng vẫn nghèo vẫn khổ. Thì như vậy anh mới trách tại sao ngày đó tháng đó tôi đã cho anh hạt châu cột trong chéo áo, mà bây giờ anh không chịu lấy ra xài, mà anh cứ nghèo nghèo hoài vậy. Anh nọ nghe giật mình, mới sờ lại cái chéo áo mở thấy hạt châu, rồi chừng đó mới ngang đây là hết thiếu khốn. Cái thí dụ thật là khéo, bởi vì ở cái phẩm quá thành vụ đó nói rằng khi 16 vị sa di bồ tát, trong đó có Đức Phật Thích Ca, phải không, mà ngài là vị thứ 16. Trước đó sau khi Phật nói cái pháp hoa cho 16 vị sa di bồ tát nghe rồi, Phật liền nhập định. Bao nhiêu kiếp thì những cái người nhận được cái lời dạy đó, tức là 16 vị nghe được cái kinh pháp hoa rồi mới nói lại cho tín chúng nghe, và số đó cũng vô số vô biên. Rồi Phật kết thúc rằng những vị mà hồi xưa do Đức Phật lúc còn làm Sa Di Bồ Tát á được giáo hóa, bây giờ đây là những chúng Thanh Văn Bồ Tát trong hội khi Đức Phật Thích Ca thành Phật ở trong hội đó. Thì như vậy thì những vị Thanh Văn mà có mặt trong hội Phật Thích Ca trong đời này là đã được cái gì rồi? Tức là đã được giáo hóa hồi vô lượng kiếp trước rồi, phải không? Nên từ Bồ Tát giáo hóa cái kinh pháp hoa, hay nói cái khác là tri kiến Phật rồi, rồi bây giờ đây mới gặp lại và mới được Phật thọ ký cho. Thì như vậy trước mình đã được trao cho cái của quý rồi, mà bao nhiêu thời gian lâu mình quên, giống như cái chàng sai này vậy, phải không? Cứ lo sai rồi không nghĩ gì hết, không tìm kiếm, ngay chéo áo có hạt châu mà quên lửng, để mà chịu khổ cực. Bây giờ đây mới thức tỉnh, biết được mình là sai lầm, Phật thọ ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là cái điều rất là rõ ràng. Bây giờ hợp pháp Đức Phật cũng lại như vậy,
Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên, không hay không biết, đã được đạo A-la-hán, tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống, chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng, các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt, ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng Niết Bàn, mà các ông chưa thiệt diệt độ. À, nghĩa là như vậy thì cái Niết Bàn mà của A-la-hán đó là phương tiện, chứ không phải là thiệt diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ-Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. À, như vậy thì đã được gieo cái hạt giống Bồ Tát lâu đời lâu kiếp vậy rồi, mà quên, bởi quên cho nên ngày nay được Phật thọ ký hay là được Phật nhắc lại, trình đó mới nhớ, mới khao khát được thành Phật. Đó là nguyện làm cái hạnh Bồ Tát, vì vậy Phật thọ ký sẽ thành Phật. Đó là cái ví dụ rất là hay. Thì như vậy từ trước đến đây mấy cái ví dụ hay rồi. Cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ nhà lửa và ba xe, phải không? Rồi cái ví dụ thứ hai là, mà ví dụ thứ nhất là ai ví dụ? À, cái đó là Đức Phật ví dụ. Ở trong cái phẩm ví dụ đó là Phật nói. Rồi cái ví dụ thứ hai là ai nói? Tên gì? Là thí dụ cùng tử đó, phải không? Đó là bốn vị Đại A-la-hán đó, Mục Kiền Liên hay Ca Diếp đó. À, nói cái thí dụ đó là để nói lên mình đã có người cha giàu mà mình quên. À, rồi đi lang thang. Rồi kế đó nữa là tới cái thí dụ gì? Tức là cái thí dụ thì dược thảo đó, dược thảo vũ đó, tự vũ là ai nói? Tự vũ đó Phật nói, phải không? Đó. Rồi kế đó nữa là cái vũ gì? Vũ quá thành, vũ quá thành, phải không? Vũ quá thành thì cũng là Phật nói, à, Phật nói những cái vũ đó. Thì bây giờ tới cái vũ hệ châu này mới là mấy người đệ tử nói. À, như vậy thì trước các vị đệ tử nói cái thí dụ cùng tử để diễn tả cái tâm trạng cái người do cái phúc duyên đầy đủ mà không biết, tức mà để đi lang thang khổ sở, rồi trở về cha, gặp cha mà mình cũng vẫn không dám nhìn, rồi lại kiếm được chút ít phương tiện sống cho nó là đủ, vân vân, để diễn tả cái tâm trạng của cái người đã được sẵn của báo hay là sẵn người cha giàu mà mình không ham, không nhận, lại đi nhận cái làm tôi tớ, nghèo khổ, rồi bây giờ được Phật thọ ký cho giống như ông cha trao hết sự nghiệp cho mình. Đó là nói lên cái tâm trạng các ngài. Đến đây cũng vậy, các ngài nói lên cái tâm trạng của mình là trước đã được Phật giáo hóa, giống như đã cạc cột cái hạt châu trong giáo áo cho rồi, mà quên lửng đi, bị gì sai xưa, cho nên bây giờ được Phật nhắc lại, rồi mới nhớ, thì từ đây về sau được Phật thọ ký. Thì như vậy qua những cái ví dụ đó, làm chúng ta thấy sáng tỏ cái tâm của các ngài, nghĩa là khi còn trong cái lúc say mê, các ngài được chút ít cho là đủ, nhưng mà cái đó không phải là cái nguyện vọng, cái hoài bão của Phật muốn, mà Phật muốn ai cũng được thành Phật hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, ngày mai kia, tôi nói ngày mai kia không có bao lâu nha, tất cả quý vị sẽ là sao? Chắc ai cũng làm ông Phật, rồi có một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, rồi có đồ đệ cũng trang nghiêm đầy đủ Bồ Tát A-la-hán không? Phải không? Như vậy thì quý vị sợ sao mình không có cái thế giới riêng không? Mà sợ mình không có đủ
chỗ để mà mình chia nhau mà làm Phật không? Có sợ không? À, chỉ sợ là cái công đức thanh tịnh của mình chưa có đủ, phải không? Như vậy thì nơi Kinh Pháp Hoa này dạy cho chúng ta cái tâm lớn lao để nghĩ tới cái quả thành Phật thôi. Như vậy mà mới tu cái hạnh làm sao cho thật là viên mãn. Vì vậy mà trải qua thời gian, số kiếp cũng như là độ chúng sinh, mình không có lấy đâu làm giới hạn hết. Vì vốn cõi nước trang nghiêm, chúng sinh ở cõi đó đều là Bồ Tát La Hán, thì chúng ta cũng không nên đặt cái giới hạn tới đâu là đủ, tới đâu là rồi. Đó là cái ý nghĩa phát cái tâm Bồ Tát. Rồi đọc tiếp.